Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại channel tiếp theo của mình nhá. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em những mẹo bắt vị tài xỉu trên con TDC trên trò chơi này. Ok anh em, thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang 13 cụ đây và mình sẽ chiến tại cái bộ môn tài xỉu cân cửa. Ok anh em, thì tính đầu thì đã thời gian đã về cuối cùng rồi. Mình sẽ bỏ qua đây đầu nhá. Và bây giờ thì anh em sẽ xem thế này sẽ là gì. Ok, kết quả sẽ lên tài 456. Anh em thấy cái cầu nó đi đẹp không? Mượt mà không? Đấy, 2 3 4 rồi. Tiếng này thì để mình xem qua xem nó là như thế nào, xem có phải là 456 này cầu chuyển đổi không. Thì cứ đánh phát đầu tiên là ba cổ đi đấy, và mình sẽ viết một vài tay nhá, anh em xem những cách của mình đánh và bắt cầu nha. Anh em có thể anh em có thể học hỏi, thể tham khảo và áp dụng trên TDC trên trò chơi. Đường trò chơi đấy. Kết quả là vậy là vẫn là tài. Vậy là hiện tại bây giờ đang lặng về tài nhé, lặng về tài lên 663 này. Đang lặng về tài lên 3663 nhé. Cầu 555 mà. Thì chắc chắn mấy anh em khẳng định thì à không, bình tĩnh. 5663954. Ok. Từ anh xỉu đây đấy, trên đường chơi đấy, anh em xem hãy xem và cảm nhận mình bắt cầu theo mẹo xem sực sỡ không nha. Được chúc chắc chắn anh em một điều rồi. Ok thấy chưa, chúc anh em luôn chiến thắng. Trên TDTC trên đường trò chơi, đường trò chơi. Ok anh em, và bây giờ thì tiếp tục anh em hãy xem mình đánh một vài tay nữa, xem là những cái cách đánh của mình sẽ là có ok không, sẽ là có rực rỡ không anh em nhá. Ok anh em, với một cái đường cầu này thì chắc chắn với anh em tiếng này đánh tiếp vào tiếng xỉu rồi đấy. Anh em hãy xem những cách của mình bắt mẹo và những cách mình áp dụng xem là như nào, xem xuất sắc hay không. Link của con TDC thì nửa chơi thì để sẵn cho anh em ở dưới phần mô tả, đam mê thì nhớ bấm vào link và tải về và trải nghiệm nhá. Đây, và hiện nay ở trên page của TTC thì đừng có chơi thì đang có một cái event là từ event của ngày lễ ngày 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5. Thì khi mà anh em có những có lịch sử lạp và rút ở trên cổng game thì anh em có thể nhận được code ngẫu nhiên từ 59k đến 79 và đến 99 đấy. Anh em nào mà nhanh tay nhanh chân thì anh em hãy vào page và ấn chữ vào phở bò đấy, ấn chữ Big Event TDC là sẽ ra cái event đấy, thì anh em có thể là làm theo hướng dẫn và nhận được code nhá. Code này là code ngẫu nhiên. Với mình cũng nói luôn với tất cả anh em thì cái code này thì có trong vòng 4 ngày nhá. Event này có trong vòng 4 ngày, từ ngày 28 đến ngày 1 đến hết ngày 1 nhá. Ok anh em, và bây giờ thì anh em hãy xem và chờ đợi kết quả xem tay này như nào, xem nó có chuẩn xác, nó có phải là xỉu không nhá. Thì hiện tại thì bên này đang lặng về tài nhiều này. Đây bên xỉu này thì sao ít thế nhỉ? Có hơn 7 lít anh em ạ. Rồi, kết quả là rồi, húp anh em ơi. Đấy, không phải là cứ cao và cứ to là thắng anh em nhé. Đôi khi ở nhỏ nhắn xinh xắn thì vẫn cứ là ok đúng không anh em.
Đấy, chạy đi đâu cho khỏi lắng, chạy đi đâu cho nó mệt mà ra, chuẩn chưa? Đấy rồi, ok, kết quả nào, xong tiếp tục là xem là cái tiếng này là cái gì đây. Tiếng đầu tiên thì nó về gì? Tiếng đầu tiên thì nó về tài này, à về xỉu này. Xỉu lẻ, lẻ thì nên 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 nên, nên tài. Tiếp lại lẻ, lẻ thì lên tiếp tài. Đấy. Lẻ lên chẵn, thế khi nào có lẽ lẻ chẵn nhỉ? Có khi nào có tiếng này lẻ chẵn nhỉ? 32 đủ chưa? Chưa đủ cầu. 33 vẫn còn một tiếng nữa. 5 6 7 8. Đây, mình đã đánh nhỏ nhắn xinh xắn để xem kết quả, xem tay này xem nó có rực rỡ hay không. Đấy, xem tay này xem nó có phải là về tài không nhá. Bởi vì mình đang có một cái sự nghi ngờ nho nhỏ ở cái cặp 334 này. Khi mà anh em có sự nghi ngờ thì mình cũng khuyên tất cả anh em nên đánh nhỏ nhắn một chút để làm sao để bảo toàn những cái số vốn mà anh em đang có. Anh em thấy chưa? Chắc chắn là xỉu rồi. Đấy, nghi ngờ chắc chắn là đúng đúng không anh em? Đấy. Cái điều đấy gọi là điều quan trọng nhá. Ok anh em nhá. Và bây giờ thì tiếp tục là mình sẽ đánh tiếp. Em thấy chưa? Mình nói có chuẩn xác không? Đấy. Chạy đâu được khỏi lắng đúng không? Thế thì tiếng này thì chắc chắn với anh em một điều, nó sẽ phải xỉu anh em nhá. 100% tiếng này nó sẽ phải xỉu đúng cầu, nếu mà nó là cầu thuận thì nó phải về xỉu. Rồi ok anh em nào xem video của mình thì hãy cho mình một lượt like và lượt follow nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn ủng hộ mình và luôn là theo dõi kênh của mình nhá. Đấy, nếu như anh em nào mà cảm thấy những cái video của mình đăng lên trên kênh của mình mà cảm thấy hay thì anh em hãy cho mình một lượt like và lượt follow nhá. Cảm ơn tất cả anh em. Đấy thì ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em những mẹo bắt vị tài xỉu. Đấy, cực kỳ dễ. Đấy, mình thì mình dựa vào những cái vị đấy, ví dụ như vị 441 này, vị 441 này, hoặc là vị gì, vị là đây, vị 334 này. Đấy, ngay từ đầu thì anh em xem những cái cách bánh vị thực sự với anh em là rất là chuẩn xác, trừ khi là gặp những cái cầu nghịch thì mình chấp nhận thôi, chứ còn thuận cầu thì đúng là anh em đánh tay nào ăn tay đấy nhá anh em nhá. Ok anh em thấy chưa, đẳng cấp đúng không anh em? Đấy, đẳng cấp thì vẫn cứ là đẳng cấp, vẫn cứ là ok nhá anh em nhá. Ok anh em, và vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho anh em những vẹo bắt tay xỉu rồi, và đây là những cái một vài lời mình nói trên đây để cho anh em tham khảo. Còn bây giờ thì số vốn của mình nên được là 15 của 8 rồi, cùng có tí lãi tí lời thì mình xin phép tất cả anh em chốt lãi cả này nhá. Ok anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.